chúng ta sẽ cùng hướng mắt của mình về phía cánh cổng hoa và chúc mừng vang lên những tràng vỗ tay thật cao thật lớn để cùng chào đón đội Tần Lang tân gia nhân đẹp nhất, hạnh phúc nhất và giàu người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là cô dâu Hồng Nhung, chú rể Minh Phong. Trân trọng kính mời đi cùng nhau tới chọn đời chọn kiếp thì đó còn là tình. Và hai nhân vật chính, những người đã cho chúng ta có lý do để có mặt đông đủ tại đây, họ đã cùng nhau trải qua cả một hành trình dài chỉ để chứng minh một điều rằng họ sinh ra là dành cho nhau. Và trân trọng kính mời quý vị cùng vang lên một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của cặp đôi yêu đương đẹp nhất, hạnh phúc nhất và dạng người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý thân mến, hiện diện trên sân khấu tình yêu lúc này đây là cô dâu xinh đẹp Hồng Nhung, chú rể đẹp trai Minh Phong. Và để gửi lời chào tới toàn thể quý vị quan viên, xin mời cô dâu chú rể hai bạn sẽ cùng cúi đầu một cái thật sâu để gửi lời chào nào. Một cái cúi đầu bắt đầu. Dạ vâng, kính thưa quý vị, phát dụng vợ cả chồng là trách nhiệm, là bổn phận, cũng là niềm vui niềm vinh dự của những người làm cha làm mẹ. Và trong sự trọng đại này cũng không thể thiếu được sự hiện diện của những người làm mẹ làm cha. Và một lần nữa, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng hướng cái nhìn của mình về phía cánh cổng hôn trường cưới và cùng vang lên những tràng vỗ tay thật lớn, thật đông đúc để cùng chào đón đại diện hai bên gia đình. Về phía gia đình nhà gái, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lò Văn Thẩm và bà Quang Thị Qua là hai bác của cô dâu Hồng Nhung sẽ di chuyển lên sân khấu tình yêu và đứng cạnh người con gái xinh đẹp của mình. Xin trân trọng kính mời. Về phía gia đình Hoàng Trai, công lược Văn Lo và bà Quang Thị Hoàng là thân thích một bóng của chú rể Minh Phong sẽ bước lại thành đó và đứng cạnh người con trai yêu quý của mình. Trân trọng kính mời. Tình yêu rồi, một lần nữa để gửi lời chào tới toàn thể quý vị quan viên, xin mời đại gia đình và chúng tôi cùng cúi đầu một cái thật sâu nữa để gửi lời chào nào, xin mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và khao khát lớn nhất trong cuộc đời của mỗi con người đó chính là yêu, và lấy được người mình yêu về làm vợ làm chồng thì ngày hôm nay đây thiếp đã có chàng, có anh có chị, có cả họ hàng đôi bên để rồi hai tay vung lấy chén rượu nồng. Trước là mời ba mẹ, sau là mời họ hàng cô bác gần xa. Đẹp lòng lan thỏa ý ta, ba câu xây đất thắm hoa chờ ngày. Thân hồng với cánh chim bay, tương lai tung cánh giữa bầu trời xanh. Anh còn son, em cũng còn son, tôi tư ước nguyện về làm con một nhà. Để rồi anh về thương với mẹ cha, thương với ông bà để ta lấy mình. Và rồi gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Tình yêu của hai bạn Hồng Nhung và Minh Phong đến ngày hôm nay đã đủ năm, đủ tháng, đủ ngày, đủ tiền, đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ, đủ cả chữ nợ lẫn chữ duyên. Và đám cưới như ngày hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó. Kính thưa quý thân mến, hôm nay được xếp vào ngày thật đẹp, tháng thật lành, ngày 19 tháng 2 năm 2024, tức ngày 10 tháng 1 năm Giáp Thìn, được sự cho phép của cơ quan chính quyền địa phương, sự đồng tình của hai bên gia đình, sự nhất trí của cô dâu chú rể, và đặc biệt hơn nữa là sự thực hiện của đông đảo toàn thể quý vị có khách đã có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chị Kim Dung ơi, không để quý vị phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa, ban tổ chức xin được trân trọng tuyên bố lễ mừng quý trong năm hạnh phúc của cô dâu Hồng Nhung sẽ gửi cùng với chú rể Minh Phong. Mời cô dâu chú rể hai bạn sẽ bước đến phía trước của mình một bước để trao cho nhau chiếc nhẫn tình yêu kiểu bởi thiên liêng. Xin mời hai bạn sẽ quay mặt vào nhau đi ạ. Và chú rể Minh Phong ơi, bác để thể hiện sự ca lăng và tình yêu của mình dành cho cô dâu Hồng Nhung, chú rể có thể quỳ một gối xuống để cầu hôn cô dâu trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị và khách ạ. Và một hành động rất là tuyệt vời, quý vị có thể
trao lại chú rể cho chú rể đi ạ. Kính thưa quý thân mến, chiếc nhẫn là một vòng tròn không có điểm đầu, không có điểm cuối. Phần chân có thể yêu bài hoa sẽ không bao giờ dừng lại. Chiếc nhẫn sẽ được đeo vào ngón tay áp út, nơi lời ngón trẻ riêng của con tim. Với các bạn sau khi trao xong, xin mời quý thân chú rể, hai bạn sẽ ôm nhau một cái ôm chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Và bây giờ là tình yêu, vợ chồng xin mời. Quay trở lại vị trí bắt đầu để sẵn sàng đón nhận những tình cảm của gia đình đi ạ. Vâng ạ, và món quà đầu tiên sẽ được trao gửi mẹ của cô dâu sẽ có những phần quà để gửi gắm đến hai con của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Chắc chắn kịp mừng. Vâng ạ, một lần nữa xin được trọng kính mời đối với lễ trình cầu món quà đến từ mẹ của cô dâu ạ. Sẽ có những phần quà để gửi gắm đến hai con của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị, có phải đúng thật là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, đánh lạc cuộc đời không ai khổ bằng cha, tân thảo sớm hôm mẹ nuôi con không lớn, mang cả tấm tân gầy cha che chở đời con. Và nhân ngày vui ngày trọng đại của hai con thì những người làm cha làm mẹ, làm chú làm bác, làm anh làm chị sẽ có những phần quà hết sức tuyệt vời để gửi tặng cho cô dâu chú rể. Chân trọng kính mời quý vị sẽ cùng hướng chọn ánh nhìn của mình đến sự có tình yêu và cùng chiêm ngưỡng phần quà đầu tiên được trao bởi mẹ của cô dâu ạ. Kính thưa quý vị, phải nói rằng là không cha như núi Thái Sơn, nhiều mẹ nhiều nước trong một trời xa, một đời quên mẹ quên cha cho trọn trời hiếu mới là đạo con. Và đất biển mênh mông trong năm đầy tình mẹ, công cha nhớ mẹ muôn đời đi sau, công nghĩa sinh thành muôn thử nào quên, mong sao cho con được đền đáp xứng đáng dạy thảo đẹp tên gia hiền. Và nhân viên chương trình xin được trân trọng kính mời và di chuyển lên sân khấu gia đình bác anh Phương, cũng như là món quà đến từ anh Tuấn Anh sẽ di chuyển lên sân khấu tình yêu cùng với phần quà của mình để gửi tặng cô dâu chú rể. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý thân mến, phải nói rằng là công cha có tận mặt trời, nghĩa mẹ nghĩa nước người người biển đông, công cha nghĩa mẹ sinh thành làm con phải nhớ những ngọn ngành nghe con, làm sao đạo nghĩa vun trồng thảo thân khi cha mẹ vẫn còn nơi đây, cùng nhau vun đắp rừng xanh làm cho tổ ấm của mình lúc nào cũng chặt chẽ niềm vui nhé hai bạn. Và quý vị đang được chứng kiến những phần quà tiếp theo được trao bởi gia đình bác anh Phương, cũng như là món quà đến từ anh Tuấn Anh và món quà đến từ dì Út. Vâng, các bạn tiếp nối chương trình. Sau đây xin được long trọng kính mời đồng đội lên sân khấu món quà đến từ gia đình bác An Phẩm Hương, cũng như là gia đình cậu Nhi Đơi và món quà đến từ gia đình em Tiết Thơm ạ. Đẹp tên dâu hiền. Các quý vị đang được chứng kiến những phần quà được trao bởi gia đình bác Thẩm Thương, gia đình cậu Nhi Thôi và gia đình em Thiết Thơ đến từ Bản Xe. Thưa quý vị thân mến, một lần nữa cho ban tổ chức xin được thay mặt cho cô dâu chú rể và xin được long trọng cảm ơn món quà đến từ mẹ của cô dâu. Tôi xin được long trọng cảm ơn gia đình bác ca anh Phương, long trọng cảm ơn món quà đến từ anh Tuấn Anh, long trọng cảm ơn món quà đến từ dì Út, món quà đến từ gia đình bác Thẩm Thương. Xin được long trọng cảm ơn gia đình cậu Nhi Đôi, long trọng cảm ơn gia đình nhà em Thiên Thơ đến từ Bản Rẻ. Thay mặt cho cô dâu chú rể, chúng em chúng con xin được long trọng cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều. Dạ vâng ạ, và quý vị cũng có thể thấy là cô dâu chú rể cũng như là đại diện hai bên gia đình đang rất là bồi hồi xúc động chào nhận ngày vui trọng đại ngày hôm nay. Và một lần nữa ban tổ chức có thể xin những tràng vỗ tay thật là lớn, thật đồng nhiệt của từ toàn thể quý vị để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể cũng như là động viên tinh thần cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay được không ạ? Một tràng vỗ tay thật lớn đến quý vị ơi. Vâng, các bạn tiếp nối chương trình. Sau đây xin được long trọng kính mời cô dâu chú rể hai bạn
sẽ tiến về phía tháp đi tình yêu để thực hiện nghi lễ cô rượu sâm tanh trân trọng kính mời. Xuống tận bàn tiệc nốt rượu để cùng mời rượu mời cơm tới toàn thể quý vị khán giả xin mời.